Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để đảm bảo thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đối với trường hợp phát sinh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Toàn thành phố tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Đối với bậc mầm non, tiểu học, bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ 1 vào ngày 17 tháng 1 năm 2025. Tất cả các bậc bắt đầu học kỳ 2 vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và kết thúc vào ngày 29 tháng 5 năm 2025. Ngày 30 tháng 5 năm 2025 sẽ kết thúc cả năm học. Các nhà trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cần hoàn thiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2025. Năm nay thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác năm 2025 dự được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngày nghỉ lễ Tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.